Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Dầm vù. Ngô Giáp đã thua ngươi. Mục Trần giỏi lắm. Bụp. Thẩm Mộc Trưởng thua rồi. Đối thủ bây giờ của ta là ngươi. Hừm, ngươi không xứng là đối thủ của ta. Nhưng nhãn thần của ngươi thật khiến người ta thấy ghét. Vù. Long Đằng Thuật. Xem ra ngươi từ Bạch Long Chí Tôn đã có được không ít lợi ích. Ma Long Tưởng mạnh quá. Dùng năng lượng thuật kéo dài chút thời gian trước. Đợi Lạc Ly bọn họ đến cứu viện. Muốn kéo dài thời gian. Mục Cốt, Quỷ Hùng, xử đối thủ của các ngươi đi. Nếu không làm được, vậy thì chờ chết đi. Vâng, rõ. Thẩm Thương Sinh trọng thương. Lý Huyền Thông và tiểu cô lương kia không thoát thân được. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Có điều, ngươi tu luyện Long Đằng Thuật cũng coi như là lửa người của Long Ma Cung. Ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi. Nếu ngươi giết Thẩm Thương Sinh ngay bây giờ, đầu hàng Long Ma Cung, ta có thể bảo đảm về sau ngươi tiền đồ vô lượng, tốt hơn nhiều so với ngươi ở Bắc Thương Long Viện bây giờ. Thế nào? Một thế lực bị Bắc Thương Binh Viện xoa đầu như chó cánh cửa, cũng xứng nói này này. Ngươi đã không biết điều, vậy thì chết ở đây đi. Vù. Dầm. Đây là Yêu Niên Đồ Linh Trận. Xoẹt. Duyệt. Bùm. Dùng ngũ cấp linh trận không bị thương, khó tin vậy. Trước mắt mở ra được ngũ cấp linh trận, chẳng trách Ngô Giáp không phải đối thủ của ngươi. Hôm nay không diệt ngươi, về sau chắc chắn là đại họa. Xoẹt. Nhất Văn Lôi Thể. Duyệt. Long Phá Quyền. Long Phá Quyền. Dầm. Bụp. Bùm. Hừm, phế vật. Lại nào. Ngươi lì hơn ta nghĩ đấy. Vù. Ngươi chậm quá. Hắn ở bên này. Vù. Duyệt. Tấn công của ngươi là gãy ngươi hay sao? Xoẹt. Thẩm Học Trưởng. Ta tốt xấu gì cũng là thứ tư thiên bảng. Kết quả lại chỉ làm y cứu sinh, đúng là không cam tâm. Tô Huyên, mau xem cho Thẩm Học Trưởng. Thẩm Học Trưởng vết thương thế nào? Khi nào tỉnh được? Ông ấy bị thương nặng. Cho dù bây giờ tỉnh được cũng không thể chiến đấu tiếp được. Vậy học làm thế nào? Mục Trần là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Cô nói hắn ư? Bốp bốp bốp. Hắn sắp bị Ma Long Tử đánh chết rồi. Vậy ngươi ra mà đánh với Ma Long Tử, còn ở trong phòng ngự trận làm gì? Kẻ đấu với Ma Long Tử hiện giờ chính là Mục Trần danh tiếng nãy đường đó. Đúng. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Thiếu điện chủ thật là biết đùa. Ma Long Tử hiện giờ là thế lực khó đỡ nhất rồi. Đừng coi thường tên Mục Trần đó. Ta cảm nhận được bên trong Mục Trần truyền đến dao động linh lực rất khác người. Ồ, cái này lão phu không cảm nhận được. Chờ đi, sắp có kỳ thay rồi. Chịu nhiều đòn của ta như vậy mà vẫn đứng được. Đoàn thể thần quyết của ngươi quả thực không tồi. Giao đoàn thể thần quyết của ngươi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Ngươi bây giờ dập đầu nhận thua, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, ngươi đang đùa sao? Ai đang đùa? Xoẹt xoẹt xoẹt. Linh Ấn, ngươi từ khi nào bày bố nó? Kỹ vừa rồi ta để ngươi đánh không sao. Xoẹt. Tiếp chiêu này của ta. Duyệt. Thần đỉnh luyện thiên tạng, luyện thiên trạng. Duyệt. Ta biết Mục Trần sẽ có cách mà. Hừm, tiểu tử này lại biết nhiều thứ lằng hoằng như vậy. Mục Trần thật sự có cách. Lão Phu không hề cảm thấy hắn bày bố ra linh trận. Ta cũng là cảm nhận được dao động sau khi hắn bày bố xong. Xem ra Mao Long Tử phải trả giá vì bản thân khinh địch rồi. Bắc Thương Linh Viện, học sinh khóa này không tồi, có thể suy nghĩ lôi kéo chút. Lão Phu hiểu nên làm gì rồi. Mao Long Tử, ngươi sẽ đấu lại thế nào đây? Ta đúng là xem thường ngươi rồi. Nhưng đừng nghĩ như vậy là xoay chuyển được tình thế. Phí là nhiều thật. Xoẹt. Thần đỉnh luyện thiên trạng. Luyện. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc Long hộ thể. Dám chơi để ta? Ta sẽ nghiền nát ngươi ra. Ma Long Tử, ngươi thua rồi. Ta không thua đâu, Duyệt. Phá cho ta. Bùm bùm bùm. Đừng đi. Với tính cách của Ma Long Tử, kể cả ra tay kêu hắn, hắn cũng không nhận. Làm không xong còn giết ngươi đấy. Ma Long Tử thật sự thua Mục Trần rồi sao? Mục Trần mạnh vậy sao? Đó là cái gì? Thứ gì vậy? Tạm quá. Ma Long Tử bị đốt thành quả cầu đó. Đó là Hóa Long Huyết Quyết. Hóa Long Huyết Quyết là vật gì? Lão Phu chưa từng nghe nó đến. Hóa Long Huyết Quyết là bất truyền bí thuật của Ma Long Cung, chỉ có đệ tử địa vị cực cao mới có thể tu luyện. Thuật này cần người tu luyện lấy Ma Long Huyết trồng vào trong cơ thể, lấy máu tươi để nuôi dưỡng bất cứ lúc nào. Bí thuật tàn nhẫn kỳ dị. Sau khi luyện thành, lúc nguy cấp có thể kích hoạt ra Hóa Long Huyết Quyết huyết nhục, ngăn cản tấn công chí mạng của đối thủ, đồng thời khiến thực lực của bản thân tăng mạnh. Nhưng cái giá của nó cực cao. Ma Long Tử lần này triển khai, có lẽ nửa năm tới cũng khó lòng hồi phục được. Mục Trần với thực lực của Hóa Thiên Cảnh ép Ma Long Tử đến mức này, đúng là ngoài dự đoán. Ép Ma Long Tử tới mức này, đối với Mục Trần mà nói, cũng không biết là may hay rủi. Tô Huyên, đó là thứ gì vậy? Ta thấy đáng sợ quá. Không biết, nhưng tám phần là có liên quan đến Ma Long Tử. Hóa Long Huyết Quyết. Thẩm Học Trưởng. Thẩm Học Trưởng, huynh bị thương nặng, đừng miễn cưỡng. Thẩm Học Trưởng, huynh nên nghỉ ngơi đi. Ma Long Tử dùng đến Hóa Long Huyết Quyết không phải thứ Mục Trần đối phó được. Làm thế nào? Thần đỉnh luyện thiên trận, không thể đánh bại Ma Long Tử. Xoẹt. Gào. Phụt. Mục Trần, ép ta tới mức này, chúc mừng ngươi. Bốp. Chạy chậm quá đấy. Ping. Vừa rồi không phải là hại lắm sao? Ra đây, ta phải chặt đứt từng đoạn xương của ngươi. Bùm.
Dầm. Đúng là tên thú vị, vẫn chống đỡ được. Ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Duyệt duyệt. Đi chết đi. Xoẹt. Bùm. Ôi không sao chứ. Không sao, vẫn trụ được. Hai tên phế vật này thua rồi. Ma Long Tử chỉ còn lại ngươi thôi. Giải quyết ba người, một mình ta là đủ. Dùng máu tươi của ngươi để tạo thành uy danh của ta đi. Duyệt. Tên này mạnh hơn rồi. Lục Trần còn chiến được không? Không thành vấn đề. Đừng miễn cưỡng, ta có bí pháp có thể đối phó được với Ma Long Tử. Ta vẫn đánh được. Lạc Ly muội trợ giúp ta đi. Vớ vẩn, mình cứ như vậy còn chiến đấu cái gì? Ma Long Tử, để ta xem ngươi thế nào. Duyệt. Lý Huyền Thông, đây không giống với phong cách của ngươi. Liên quan gì đến ngươi? Cảm thấy không thoải mái được chưa? Lạc Ly, hiện giờ còn lại cửa ải cuối cùng, không cần mỗi tham chiến. Cái gì mà cửa ải cuối cùng? Huynh bị thương thành như vậy rồi. Xin lỗi để muội lo lắng rồi. Ta biết huynh sợ ta bị thương, nhưng ta không phải đứa bé gái cần người khác bảo vệ. Ta không muốn đứng một bên nhìn huynh bị thương toàn thân. Ta muốn cùng huynh kề vai sát cánh chiến đấu đồ ngốc ạ. Lạc Ly, ta biết muội có cách đối phó với Ma Long Tử, nhưng muội cũng rõ hậu quả khi làm như vậy. Muội mà sử dụng bí pháp, ông nội muội chắc chắn sẽ cảm ứng được, nhất định sẽ đến đưa muội đi. Những ngày tháng chúng ta ở cạnh nhau vốn không nhiều, ta không muốn ngày chia ly lại đến sớm như vậy, cho nên tên này cứ giao cho ta đi. Chúng ta còn nói nữa, Lý Huyền Thông sẽ không trụ nổi mất. Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng đâu. Nếu thật sự đánh không lại, chắc chắn kêu muội trợ giúp. Ví dụ như bây giờ ta cần muội giúp một số chuyện nhỏ. Được. Xoẹt. Đúng đâu rồi, tiểu tử đó nói vẫn chiến được mà, sao vẫn để cô ra tay vậy? Không, ta chỉ là đến kéo chân của hắn. Lục Trần sắp lên rồi. Ngươi nói cái gì? Hai người thủ ở đây, bọn ta đi giúp họ. Thẩm học trưởng, huynh như vậy không giúp được gì đâu. Yên tĩnh ở lại đây. Đi học trưởng. Bản lĩnh liều mạng thì ta vẫn có, cùng lắm thì ta và Ma Long Tử cùng nghèo. Bốp. Loại không nghe lời khuyên này cứ đánh ngất luôn là được. Này, cô đừng nói là thẩm học trưởng là ta đánh ngất huynh ấy đấy nhé, đấy nhé. Nếu không huynh ấy chắc chắn không tha cho ta. Hạ yêu làm tốt lắm. Đương nhiên. Hừm. Tiểu tử này nằm xuống từ khi nào vậy? Lạc Ni và Lý Huyền Thông đều đang liều chết với Ma Long Tử. Hắn đang ở đây ngủ. Có lẽ Mục Trần đang bày bố linh trận lợi hại hơn. Tiểu tử này còn sức được bày bố linh trận bày bố lục cấp linh trận. Không phải chứ? Hay là chúng ta đưa thằng học trưởng rút lui trước đi. Chạy trốn cũng vô dụng thôi. Mục Trần chắc chắn đang nghĩ cách chiến đấu. Tin tưởng cậu ấy. Lại gặp rồi. Mượn sát khí của ngươi, nếu không muốn mãi mãi bị phong ấn ở đây thì ngoan ngoãn phối hợp chút đi. Xoẹt. Muốn xâm thực ta, xem ngươi có bản lĩnh đó không. Duyệt. Thành công rồi.
Hắc chỉ đại não quả nhiên đáng tin. Mục Trần đâu rồi? Không phải nói sẽ đến ngay sao? Đó là cái gì? Boom! Hung sát chi khí mạnh quá. Khí thế này còn mạnh hơn cả Ma Long Tử. Tên Mục Trần này rốt cuộc có lai lịch gì? Cảm giác áp bức này còn mạnh hơn cả Ma Long Tử. Hắn không phải là nhập ma rồi chứ? Xoẹt xoẹt xoẹt. Cảm giác sát khí này giống với Long Ma Cung nhưng lại bá đạo và hung tàn hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Ly, muội và Lý học trưởng nghỉ ngơi đi. Để ta đối phó với hắn. Ừm. Sử ta đúng là hống hách công cuồng. Bốp. Ngươi. Pinh. Sợ gì chứ? Vừa rồi không phải ngươi uy phong lắm sao? Ta sao có thể thua tên phế vật hóa thiên cảnh ngươi chứ? Duyệt. Binh. Thắng rồi, đánh hay lắm. Ma Long Tử thua rồi. Còn thua một hóa thiên cảnh. Đúng là không ngờ tới. Không, Ma Long Tử vẫn chưa thua. Ta không tin không giết được một tân sinh của Bắc Thương Linh Viện. Phập. Xoẹt. Long Ma Kiếm. Vèo. Ma Long Thần Quyết, Vạn Long Chi Trảm, Gào. Phừng phừng phừng. Vút. Vẹt. Xe xe xe. Boom. Tấn công mạnh nhất của ta bị phá rồi. Cây trụ hắc sắc này đáng chết kia rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ đến lượt ta tấn công rồi. Lân thuẫn. Dầm. Bùm. Mục Trần có mặt đáng sợ vậy sao? Mục Trần lại mạnh hơn rồi. Cây trụ đó rốt cuộc là có lai lịch gì? Một tân sinh của Bắc Thương Minh Viện nhỏ nhoi, tại sao lại có thần khí như vậy? Thiếu điện chủ, tổn thất trong thành quá lớn, chúng ta không thể ăn nói với lão thành chủ được. Ta sẽ thỉnh tội với cha. Ta lại còn cho thêm củi, kết quả đốt chính nhà mình. Đi điều tra Bắc Thương Minh Viện lần này có tham gia Thánh Linh Sơn không? Xem ra ta lại có thêm một đối thủ mạnh nữa rồi. Ma Long Tử, thật sự thua rồi sao? Còn không thả người. Người cho các ngươi đều là Ma Long Tử ép bọn ta. Muốn tính sổ thì đi mà tìm hắn. Mục Trần, ngươi ổn chứ? Học trưởng. Ta thua ngươi đấy, sớm biết như vậy. Ban đầu nên giết chết ngươi rồi. Ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Hôm nay chính là ngày ngươi ra đi rồi. Ta không cam tâm. Xoẹt. Ai? Bắc Thương Minh Viện đúng là dạy ra một học sinh giỏi. Đó là Hắc Long Chí Tôn. Chí Tôn sao lại xuất hiện ở đây? Long Ma Cung rốt cuộc là muốn làm gì? Đến cả Chí Tôn cũng hiện thân rồi. Từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một chút mùi vị của bạn cũ. Xem ra
là ngươi từ chỗ Bạch Long có được đại tu Di Ma Trụ rồi. Hóa ra nó gọi là đại tu Di Ma Trụ. Đại tu Di Ma Trụ là vật của Long Ma Cung. Trả lại nó cho ta, ta có thể thả ngươi đi rồi. Làm mơ. Tuy ra tay với tiểu bối có hơi mất mặt, nhưng ta là vì nấy lại tín vật của Long Ma Cung, tin rằng mọi người đều sẽ hiểu cho. Dừng. Quay lại đi, đại tu Di Ma Trụ. Xem ra trong cơ thể của ngươi có không ít bảo bối, chẳng trách có thể trụ được hung sát chi lực của Ma Trụ mà không chết. Nhưng chí bảo của Long Ma Cung này, ta hôm nay nhất định phải lấy về. Xoẹt. Không được. Cái này không phải ngươi quyết nào được. Dừng tay. Trẻ con thứ đừng nên làm loạn. Phụt. Hắc Long Chí Tôn, ngươi phá quy định rồi. Thái Thương, ngươi đến nhanh lắm. Thái Thương viện trưởng cũng đến rồi. Mau đi thông báo cho cha. Ngộ nhỡ họ đánh nhau, thành của chúng ta sẽ bay mau mất. Không đến nhanh chút, lẽ nào kẻ ngươi ức hiếp học sinh của ta? Đa tạ viện trưởng. Tiểu tử tốt lắm, giấu rất kỹ, he he. Đây là cơ duyên của ngươi, chỉ là vật này quá nguy hiểm, để trong cơ thể họa phúc khó liệu. Có điều làm tốt lắm, không làm mất mặt của Bắc Thương Linh Viện. Đa tạ viện trưởng khen ngợi. Nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho ta. Ngục Trần huynh vẫn ổn chứ? À, ta không ổn rồi, cần hôn hôn mới được, mới nên được. Lúc nào rồi mà còn không nghiêm túc? Bốp. Mục Trần. Không ngờ trong cơ thể Mục Trần lại là đại tu Di Ma Trụ. Hắc Long Chí Tôn sợ là sẽ không chịu bỏ qua. Xẹt xẹt xẹt. Bùm. Thái Thương, đại tu Di Ma Trụ vốn là vật của Long Ma Cung. Ngươi nếu trả lại, Long Ma Cung bọn ta chắc chắn sẽ ghi nhớ. Hừm. Bắc Thương Linh Viện bọn ta không cần Long Ma Cung, các ngươi ghi nhớ. Hơn nữa Mục Trần có thể có vật này, đó là cơ duyên của hắn. Ta không có quyền bắt hắn giao lộp. Mục Trần làm tốt lắm. Nếu không phải năm đó Bạch Ngọc Chí Tôn ra khỏi Long Ma Cung, đưa theo Đại Tu Di Ma Trụ, Bắc Thương Linh Viện, mà Long Ma Cung còn không biết ai thắng, tuyệt đối không thể để Long Ma Cung mang Đại Tu Di Ma Trụ đi. Thái Thương, ngươi nghĩ năm đó bọn ta thua một lần thì thật sự sợ Bắc Thương Minh Viện sao? Xoẹt. Đó là Chí Tôn Pháp Thân mà Chí Tôn Cường Giả mới có. Ngươi đang uy hiếp ta. Hai vị, hoặc khí sinh tài. Tây Cực Điện nhỏ bé, không chịu nổi sự dày vò của hai vị. Tây Cực Điện, chủ Tây Cực Chí Tôn. Đó là điện chủ của Tây Cực Điện. Tây Cực Chí Tôn, phụ thân. Tây Cực Chí Tôn, lần này tại hạ không mời mà tự đến, làm phiền rồi. Thái Thương viện trưởng lặng lời rồi. Ông có thể đến Tây Hoang Thành làm khách của ta, lão phu chào mừng vô cùng. Tây Cực lão đầu, vừa rồi ông trốn đi đâu? Bây giờ thì lại xuất hiện, làm người ra hòa giải vậy. Trước đó là cọ sát giữa các tiểu bối, cũng không phá hủy thứ gì. Hiện giờ giao tranh giữa các trưởng bối, nếu lão phu không thể ngồi yên một chỗ nhìn được. Hai vị có chuyện gì chi bằng đến phủ của ta vừa uống trà vừa thảo luận, hà tất phải đánh đánh chết giết. Tây Cực Chí Tôn đã nói vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hôm nay có Thái Thương và Tây Cực Chí Tôn ở đây, sợ là không thể lấy đại tu Di Ma Trụ rồi.
nếu gọi chí tôn khác của Long Ma Cung đến, con quạ đen già mãi mãi không chết của Bắc Thương Linh Viện kia cũng sẽ ra tay. Hắc Long Chí Tôn suy nghĩ thế nào rồi? Trà thì thôi khỏi uống, hôm nay ta bỏ qua cho tiểu tử thôi đó. Đa tạ Hắc Long Chí Tôn. Nhưng đại tu Di Ma Chủ, ta nhất định sẽ lấy lại. Bắc Thương Linh Viện, ta cũng nhất định sẽ san bằng. Nhanh đón bất cứ lúc nào. Xoẹt. Thái Thương, Thánh Linh Sơn sắp mở rồi, Bắc Thương Linh Viện lần này chuẩn bị phá ai đi? Ồ đúng rồi, ta quên mất, Bắc Thương Linh Viện đã nhiều năm không dám phái người tham gia rồi, át hẳn năm nay cũng vậy chứ. Thái Linh Sơn, đó là gì vậy? Ây à, đều trách bọn ta, nếu không phải năm đó Ma Long Cung giết chết thành viên đệ nhất thiên bảng mạnh nhất của các ngươi, các ngươi cũng không đến nỗi đến bây giờ cũng không dám phái người đến Thái Ninh Sơn. Ha ha, liên tiếp nhiều năm không dám tham gia, thật là tổn hại danh tiếng của Bắc Thương Linh Viện. Tây Cực Não Đầu, Thái Thương nếu ra tay trước thì ông giúp ai? Ai ra tay trước thì ta giúp bên đó. Không cần, Hắc Long Chí Tôn phí tâm, Bắc Thương Linh Viện sẽ phái người đến tham gia Thánh Linh Sơn. Ha ha, vậy ta chờ tin tốt vậy. Xẹt. Hắc Long, ngươi bị ổi. Ta chính là bị ổi đấy, ngươi làm gì được ta? Mau cùng ta về học viện. Viện trưởng sao vậy? Không kịp giải thích nữa, đi. Phù, hai đại thần cuối cùng cũng đi rồi. Viện trưởng sao rồi, gấp rút đưa Mục Trần đi mất tiêu. Liệu không phải sợ Tây Hoang Thành đến bắt, cho lên chuẩn chức chứ? Đợi đã, chúng ta không phải cũng phải mau chuẩn đi sao? Ngộ nhỡ bắt chúng ta đến thì làm thế nào? Mục Trần bị viện trưởng gấp rút đưa đi, nhất định là có chuyện rồi. Mau quay về học viện. Lạc Ly và Lý Huyền Thông cũng chuẩn rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vù. Lũ tiểu tử này chạy cái gì? Ta còn chuẩn bị bảo Thanh Hải tiếp đãi cơ mà. Con trai tham kiến phụ thân đại nhân. Xin phụ thân đại nhân thứ tội. Đứng dậy đi. Con trai vô dụng dẫn đến Tây Hoang Thành bị tổn hại nghiêm trọng. Không liên quan đến con, ai nghĩ được hai tiểu bối có thể gây ra động tĩnh đến như vậy được, còn dẫn cả hai chí tôn đến. Qua lần này Ma Long Tử sợ là không đến nổi Thánh Linh Sơn rồi. Ma Long Tử vốn không đủ đáng sợ, con chưa từng coi hắn là đối thủ. Không biết Bắc Thương Linh Viện lần này liệu có tham gia Thánh Linh Sơn không? Ta thấy thẩm thương sinh đó có lẽ có cơ hội đột phá đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Thẩm thương sinh thiên phú tuy mạnh, nhưng thời gian tu luyện còn ngắn, không có uy hiếp với ta. Nhưng tên Mục Trần kia, không những thực lực mạnh, còn giỏi các loại linh trận, khiến người ta không nhìn thấu được. Tên Mục Trần đúng là không nên coi thường, nhưng cho dù hắn có tiềm lực, cũng phải có mệnh mà sống tiếp. Phụ thân, sao lại nói như vậy? Đại tu Di Ma Trụ là chí bảo của Long Ma Cung, Hắc Long Chí Tôn nghĩ trăm phương nghìn kế cũng phải lấy lại nó. Vừa rồi hắn không tiếc hao tốn tu vi, trồng Long Ma Lạc Ấn vào trong cơ thể của Mục Trần. Mục Trần có thể sống sót hay không, phải xem tạo hóa của hắn rồi. Viện trưởng, tại sao gấp gáp đưa con về học viện? Lạc Ly bọn họ vẫn còn đang ở đó mà. Vừa rồi Hắc Long, lúc rời đi đã trồng Long Ma Lạc Ấn vào cơ thể của ngươi. Nếu hắn quay về Long Ma Cung phát động lạc ấn, ma trụ trong cơ thể của ngươi sẽ được kích hoạt. Nếu không thể áp chế, ma trụ sẽ tự phá thể mà quay ngược về Long Ma Cung. Như vậy được sao? Đầu này chí tôn còn lãnh úp ta, hắn ta quả nhiên vô sỉ. Long Ma Cung luôn tìm kiếm đại tu Di Ma Trụ,
Lần này bọn họ chắc chắn sẽ không buông tay. Vậy ngộ nhỡ ma chủ tự phá thể mà ra, ta phải làm thế nào? Khí hải phá vỡ, linh mạch phá hủy toàn thân. Phá hủy hoàn toàn, nhẹ thì thành phế vận, nặng thì mất mạng. Bác thương linh viện, các thiên tịch trưởng lão, mau đến nghị sự điện tập hợp. Tập kết thiên tịch trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào là Long Ma Cung muốn khai chiến với chúng ta? Vù! Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Đại tu Di Ma Trụ, Long Ma Cung mất tích nhiều năm, hiện giờ đang ở trong cơ thể của Mục Trần. Chuyện này bị Hắc Long Chí Tôn biết được, hắn đã trồng Long Ma Lạc Ấn vào trong cơ thể của Mục Trần. Cái gì? Mục Trần sao lại có được vật này? Ta... không ổn. Hắc Long phát động Long Ma Lạc Ấn rồi, bố trận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hứa. Đại tu Di Ma Trụ, mãi mãi là của Long Ma Cung. Trấn áp Ma Trụ, xoẹt. Mục Trần, đừng mất đi ý thức của mình, nghĩ cách khống chế Ma Trụ. Gào. Đồ của ta, người khác đừng hòng lấy đi. Xoẹt. Khống chế rồi. Các ngươi muốn đấu, vậy ta sẽ đấu một trận với các ngươi. Vù. Bố trận, đại tu Di Ma Trụ, hôm nay bắt buộc phải lấy về. Vâng. Xoẹt. Đại tu Di Ma Trận, ta lấy danh nghĩa của Long Cung gọi ngươi quay về. Thái Thương, muốn lấy chí bảo của Ma Long Cung ta là của riêng mình không dễ vậy đâu. Hắc Long, ngươi cuối cùng cũng hiện thân rồi. Long Ma Cung to gan thật, chỉ dựa vào vài hình ảnh bức xạ đã dám xông vào Bắc Thương Minh Viện. Bắc Thương Đại Lục, Long Ma Cung ta muốn đi đâu thì đi, ai dám ngăn cản? Ha ha, hôm nay đúng là mượn lực của đại tu Di Ma Trụ giết chết tất cả các ngươi. Hóa ra không phải Hắc Long. Long Ma Cung Ngũ Đại Điện Chủ cũng đến rồi. Nhưng bất luận các ngươi đến bao nhiêu người, hôm nay đừng hòng lấy đi Ma Trụ. Xoẹt. Boom. Đánh thì phải tiếp thôi. Tiếp chiêu đây. Boom boom boom. Dao động linh lực đáng sợ quá. Mục Trần ca ca, không sao chứ? Mục Trần, Minh Khê tỷ tỷ, chúng ta qua đó xem đi. Chỉ là ảnh phản chiếu của lũ người Long Ma Cung mà thôi, sao có thể đấu lại Thái Thương bọn họ không cần ra tay? Còn về Mục Trần, ta... Minh Khê tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Ta và Mục Trần rốt cuộc có quan hệ gì? Cái gì? Không có gì, ta hình như nhớ lại ra một vài chuyện. Về đi. Mục Trần ca ca, huynh nhất định đầy đừng xảy ra chuyện gì đó. Minh Khê tỷ tỷ, đợi ta với. Hắc Long Chí Tôn, hà tất làm mấy chuyện vô dụng này vậy? Hừm, ngươi nhìn hắn rồi hãy nói chuyện. Không ổn, Ma Trụ và Mục Trần đã dung làm một. Ma Trụ cường hành thoát ni, cơ thể của Mục Trần sẽ nhanh chóng lão hóa. Nếu không thể đưa Ma Trụ về lại cơ thể của Mục Trần, Mục Trần sẽ chết. Ha ha, lần này ta không những có thể lấy lại Ma Trụ, còn có thể tiêu diệt thiên tài của Bắc Thương Minh Viện. Thoải mái, thoải mái, ha ha. Bước đặc ý đi, hôm nay kể cả ngươi lấy Ma Trụ ra khỏi một người của Mục Trần, ta cũng liều mạng hủy diệt nó. Vậy sao? Cẩn thận, chúng muốn cho tự lộ hình ảnh phản chiếu.
Long Ma Cung không muốn ma trụ nữa rồi sao? Chết! Đừng để cũ lò ảnh hưởng đến học viện. Boom! Wing! Mau ngăn cản nó. Hỏng rồi. Không ổn, đại tu Jimachu. Boom! Ây à, vẫn là phải để lão phu ra tay. Xẹt! Dầm! Cho hắn thứ đồ này. Xẹt! Xẹt! Đó là cái gì? Chẳng nhẽ là thủ hộ thần học viện của chúng ta Bắc Minh Long Côn đại nhân? Lợi hại quá, vậy mà có thể tùy tiện xé rách không gian như thế. Boom! Trả cái giá lớn như vậy mà không lấy được, ma trụ tức chết ta rồi. Công chủ bất giận, lần này chúng ta chỉ cho phân thân giáng lâm, không địch Bắc Minh là hợp tình hợp lý. Thái thương Bắc Minh, sớm muộn có một ngày ta sẽ khiến Bắc Thương Ninh Viện hoàn toàn bị biến mất. Tỉnh lại đi. Đây là đâu? Không phải ta đang ở nghị sự điện sao? Nghị sự điện bị hủy rồi. Ma trụ suýt chút thì bị Hắc Long cướp đi. May mà Bắc Minh đại nhân xuất thủ. Bắc Minh tiền bối, tay cứu ta. Long ma lạc ấn đã tiêu trừ, sau này ngươi có thể an tâm luyện hóa ma trụ. Quá tốt rồi, đa tạ viện trưởng, đa tạ Bắc Minh tiền bối. Ma trụ ly thể đối với thân thể sẽ gây tổn thương, mau trở về nghỉ ngơi chữa thương đi, không để lưu lại nguy cơ ngầm. Vâng. Nghị sự điện bị hủy, học viện tổn thất không nhỏ, mau chóng sắp xếp giải quyết hậu quả cho tốt. Rõ. Viện trưởng, còn vấn đề gì sao? Thánh Ninh Sơn mà Hắc Long nhắc tới là nơi nào, ta có thể đi không? Không được, quá nguy hiểm. Thánh Ninh Sơn là một thánh địa ở Bắc Thương Đại Lục, 3 năm mở ra một lần, chí tôn trở xuống mới có thể đi vào. Trong đó cơ duyên lớn nhất có thể giúp Thánh Ninh tẩy lễ cho trúc cơ chí tôn. Phải biết tấn cấp chí tôn, nơi khó khăn nhất chính là vượt qua ba cái khó nhục thân, khó linh lực và khó thần phách. Vô số thiên tài chết ở đây, mà Thánh Ninh tẩy lễ giúp ta tăng thần phách, tăng cường sức chống cự của bản thân đối với 3 cái khó kia. Tại tình huống xấu nhất, dược việc bảo vệ hồn phách sẽ giúp ngươi có cơ hội trả lại. Bởi vậy ngươi tham gia Thánh Ninh Sơn phần lớn là các thiên tài được các thế lực mũi nhọn ở Bắc Thương Đại Lục dốc hết tài nguyên bồi dưỡng được. Học viện chúng ta không chiếm ưu thế, hơn nữa còn có Ma Long Cung ngấm ngầm hạ độc. Thời gian người tu luyện quá ngắn, nếu đi Thánh Ninh Sơn chỉ sợ không thể sống mà ra. Viện trưởng, ông có thể tin tưởng ta. Hắc Long xem thường chúng ta như thế, ta không thể nhịn được. Biết rõ nguy hiểm, ngươi còn muốn đi? Ta biết ngươi có rất nhiều át chủ bài, nhưng thực lực của ngươi bây giờ còn lâu mới đủ. Nếu như ngươi có thể trong 1 tháng đột phá đến thông thiên cảnh, ta sẽ cho phép ngươi đi. Trong vòng 1 tháng đột phá thông thiên cảnh, có vấn đề gì không? Không có, ta nhất định có thể làm được. Không làm được, ta sẽ không cho ngươi đi. Mặc dù đã đồng ý với viện trưởng, nhưng trong 1 tháng đột phá đến thông thiên cảnh, làm sao có thể chứ? Làm sao bây giờ? Nếu đi thỉnh giáo Bắc Minh tiền bối chắc chắn sẽ ném ta vào lôi hải. Không được, không được. Đúng rồi, Ninh Khê trưởng lão, đi hỏi cô ấy vậy. Có cách gì có thể khiến ta trong vòng 1 tháng đột phá thông thiên cảnh không? Viện trưởng nói không tới thông thiên cảnh thì không được tham gia Thánh Ninh Sơn.
Người bình thường tu luyện 1-2 năm cũng rất khó để đột phá thông thiên cảnh. Ngươi muốn trong vòng 1 tháng làm được, có chút ngây thơ. Đúng vậy. Nếu có cách thăng cấp nhanh như vậy, ta sớm đã bảo Linh Khê tỷ tỷ làm cho ta rồi. Được, cách không phải là không có. Thật sao, làm thế nào? Linh Khê tỷ tỷ. Linh Khê tỷ tỷ. Tỷ có cách thăng cấp sao không dùng cho ta? Di Nhi, muội ra ngoài đi, không được cho bất kỳ ai vào đây. Không, ta muốn ở lại, ta cũng muốn nhanh chóng thăng cấp. Còn không mau đi. Mục Trần ca ca, huynh học được nhất định phải dạy cho ta đó. Cái này ta phải nghe Linh Khê trưởng lão. Khụ. Cảm ơn. Được rồi, ta đi đây. Đưa tay ngươi ra đây. Chuyển ra chút linh lực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Linh lực dao động này và linh lực của ta rất giống nhau. Linh Khê trưởng lão chắc chắn đã từng luyện đại phù đồ quyết giống như ta. Đinh. Hai luồng linh lực dung hợp rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vù. Linh lực của ta tăng cường rồi. Vừa rồi dung hợp số linh lực đó đúng là như tế phẩm vậy. Linh Khê trưởng lão, ta chỉ là ngấm ngầm cảm thấy làm như vậy có lẽ có lợi cho ngươi. Sự thực đã minh chứng đúng là như vậy. Mục Trần, xem ra giữa chúng ta đúng là có liên hệ đặc biệt. Nếu người trong tranh thật sự là mẹ ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta có quan hệ gì? Quan hệ hôn nhân sao? Phụt. Linh Khê trưởng lão, cô còn ổn chứ? Sao như biến thành người khác vậy? Duyệt. Vù. Đây là, ngươi đi theo ta. Linh Khê trưởng lão, truyền tống linh trận này có thể dạy ta. Không, nó hại quá. Vớ vẩn thôi, không đáng học. Linh Khê trưởng lão, cô làm vậy là gì, có ý gì? Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Qua đây. Cái gì? Vào trong nước tu luyện, hấp thụ toàn bộ linh lực trong đó. Linh Khê trưởng lão đã tiềm linh lực vào trong nước. Linh Khê trưởng lão là muốn lấy nước ao làm môi giới để ta hấp thụ linh lực của cô sao? Đúng vậy, muốn trong vòng 1 tháng đột phá thông thiên cảnh, đây là cách nhanh nhất. Tại sao phải làm như vậy? Tu luyện của cô sẽ vì thế mà đình trệ. Đây căn bản là đang hy sinh cô để thành toàn cho ta. Ta cũng không biết, có lẽ đây vốn dĩ chính là việc ta nên làm. Tuy ta mất đi ký ức, nhưng cảm giác sâu trong nội tâm vẫn còn. Trái tim ta bảo ta phải làm như vậy. Linh Khê trưởng lão, có lẽ chúng ta thực sự là chị em, cho nên ta mới nguyện làm như vậy vì ngươi. Ngươi nguyện làm đệ đệ của ta không? Được, vậy về sau sẽ gọi cô là Linh Khê tỷ. Chúng ta đã là người thân rồi, vậy thì nghe lời tỷ tỷ ngoan ngoãn tu luyện đi. Không ngờ Linh Khê trưởng lão lại như vậy. Đa tạ Linh Khê tỷ. Bất luận tỷ và mẹ ta có quan hệ gì, ta cũng sẽ giúp tỷ tìm lại ký ức đã mất. Được, vậy thì nhờ vào đệ. Nhưng bây giờ đệ nên tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vù. Duyệt. Linh lực mãnh liệt quá, trụ vững, ta phải mạnh lên. Duyệt duyệt duyệt. Duyệt. Boom. Đây là đâu? Ta không phải đang giúp Mục Trần tu luyện hay sao? Giao. Giao giao giao. Nhóc con, muốn đi theo ta sao? Nhưng nơi ta đi rất nguy hiểm, ta không sợ.
Được, vậy ta đưa con đi, về sau con chính là con của ta. Con tên gì? Con tên Ninh Khê. Ninh Khê cái tên rất hay. Cô nương xinh xắn biết bao, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ. Về sau con cứ gọi ta là Di Tịnh. Ta đưa con đi xem thế giới này. Ninh Khê, nếu con muốn tu luyện, đầu tiên phải lựa chọn một bộ công pháp linh quyết. Đây đều là những công pháp ta biết. Con chọn đi, những công pháp này rất là hại đó. Hoa, Di Tịnh nó hại quá. Ấy, Di Tịnh, con chọn cái này. Hừm, Di Tịnh sao vậy? Không được chọn nó sao? Công pháp này là âm dương lưỡng quyển. Trước mặt quyển này là quyển âm, quyển dương ta để lại cho Trần Nhi rồi. Con nếu tu luyện quyển âm này, về sau gặp được Trần Nhi sẽ chịu thiệt đó. Trần Nhi là con của Di Tịnh sao? Đúng vậy, là một nhóc con rất đáng yêu, nhỏ hơn Ninh Khê một chút. Bây giờ con lẽ cao như này này. Con lẽ cao như này rồi. Chia cách nào không biết Trần Nhi bây giờ thế nào. Di Tịnh tại sao lại chia cách với cậu ấy? Vì ta muốn bảo vệ nó, cho nên phải đành rời đi. Muốn bảo vệ mà phải rời đi sao? Ninh Khê con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu. Muốn bảo vệ là vì yêu, chia ly cũng là vì yêu. Vậy để con tu luyện nó. Đừng kích động, tu luyện nó sẽ đem đến cho con phiền phức và nguy hiểm đấy. Con không sợ, Di Tịnh nhớ Trần Nhi như vậy. Tại con tu luyện công pháp giống cậu ấy, về sau có thể tìm được cậu ấy. Đến lúc đó con sẽ đưa cậu ấy đến gặp gì? Di Tịnh, Di Tịnh, ta nhớ ra rồi, ta đã gặp Trần Nhi của Di Tịnh. Ninh Khê tỷ, tỷ không sao chứ? Nhìn tỷ có hơi tiều tụy. Ta không sao, chỉ là linh lực cạn kiệt nên hơi mệt thôi. Sao cơ? Ta có chỗ nào không đúng sao? Không có, chỉ cảm thấy trong đệ quả nhiên rất giống Di Tịnh. Di Tịnh, ký ức của tỷ hồi phục rồi. Vừa rồi đã nhớ ra được một ít. Hóa ra đệ chính là Trần Nhi mà Di Tịnh nói đến. Vận khí của ta đúng là tốt mà, cuối cùng cũng gặp được đệ. Nào gọi tỷ tỷ. Vừa rồi rõ ràng là gọi tỷ rồi mà. Linh Khê tỷ, tỷ nhớ ra được bao nhiêu rồi? Biết mẹ ta bây giờ ở đâu không? Không biết, ta chỉ nhớ là khoảng thời gian rất lâu trước đó rồi, trước đó thôi. Di Tịnh trong ký ức nói là dì ấy phải đến một nơi rất nguy hiểm. Đó là nơi nào, ở đâu? Không biết, ta không nhớ ra chút nào cả. Nhưng nơi đó ta cũng đã từng đến. Đã từng đến. Cái gì? Chính là ở đó có người đã giở trò với ký ức của ta. Nghe cha nói mẹ đến từ một thế lực cổ lão rất mạnh. Có lẽ nơi nguy hiểm mà tỷ tỷ nói đến là nơi tồn tại thế lực đó. Thế lực đó rốt cuộc là gì mà lại ép mẹ ta vứt bỏ cha con ta, lại còn hại Ninh Khê tỷ mất đi ký ức? Đừng buồn bã nữa, Di Tịnh rất mạnh mẽ. Đợi bây giờ cần nâng cao thực lực. Nếu không kể cả biết Di Tịnh ở đâu cũng không làm được gì. Đúng, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, có thể sẽ thêm phiền phức cho mẹ. Cho nên đệ phải nỗ lực, ít nhất phải vượt qua ta mới được. Linh Khê tỷ, thực lực của tỷ rốt cuộc là mạnh thế nào? Mạnh thế nào, ta nghĩ xem. Không thắng được viện trưởng, nhưng đối phó với thiên tịch trưởng lão của học viện thì không thành vấn đề. Vậy không phải còn mạnh hơn cả Chí Tôn sao? Mạnh sao? Di Tịnh mạnh hơn ta gấp trăm lần. Mẹ còn mạnh hơn tỷ gấp trăm lần. Mắt đệ có thể chứng to vậy sao? Năm vị thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương Minh Viện đều là nhất phẩm Chí Tôn.
không phải là quá mạnh, còn viện trưởng là ngũ phẩm chí tôn, lợi hại hơn rất nhiều. Không hổ là viện trưởng. Chấn viện thần thú Bắc Minh Long Côn cũng rất lợi hại, vốn dĩ là cửu phẩm chí tôn, gần đây đang ý đồ đột phá đến địa chí tôn. Chuyện này Linh Khê tỷ tỷ cũng biết sao? Linh trận sư cảm ứng đối với Linh Đường rất mẫn cảm. Trong học viện có một số chuyện không giấu nổi ta, nhưng cho dù Bắc Minh Long Côn thực sự Bắc Minh Long Côn thực lực cũng còn xa mới bại bằng Dì Tịnh. Trời ơi, Bắc Minh tiền bối mà còn kém tặng kém xa mẹ ta sao? Ta là do Dì Tịnh dạy dỗ ra, nếu đệ từ nhỏ được Dì Tịnh bồi dưỡng, bây giờ chắc chắn sẽ mạnh hơn ta. Nhưng ta khi hiểu chuyện đã không gặp mẹ ta nữa, chứ đừng nói đến bồi dưỡng. Ta cũng không biết mẹ có quan tâm ta không, hay là cảm thấy ta là một món nợ, cho nên mới vứt bỏ ta. Mục Trần, Dì Tịnh rời khỏi đệ là vì muốn bảo vệ đệ. Ta có thể cảm nhận được bà ấy quan tâm đệ hơn bất kỳ ai khác. Linh Khê tỷ tỷ, không phải bảo muội trông ở cửa hay sao? Sao lại vào đây? Vừa nghe được tin tức Thẩm Thương, sinh học trưởng bọn họ về học viện rồi, ta sợ Mục Trần ca ca muốn gặp Lạc tỷ tỷ, cho nên mới vào báo tin. Lạc đi về rồi, cô ấy đang ở đâu? Hôm nay tu luyện đến đây thôi, đệ về đi. Cảm ơn Ninh Khê tỷ. Dì Tịnh, con tìm được đệ ấy rồi, nhất định sẽ bảo vệ đệ ấy, đưa đệ ấy về gặp dì. Có điều Lạc Ly, Thẩm học trưởng bọn họ về rồi. Cuộc chiến Tây Hoang Thành quá đặc sắc, Thẩm học trưởng quá ngầu luôn. Ta muốn gả cho huynh ấy, nhiều người muốn gả cho ta vậy. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như vậy là khi ta trở thành đệ nhất thiên bảng, đúng là khiến người ta hoài niệm. Kha kha, lần đó ngươi thua thảm lắm đó. Vô vị, đợi nát nữa có phỏng vấn, nhưng ta còn bị thương về trước đây. Này này, thua xong là chuồn mất, nghĩa khí lắm đấy. Ta cũng không muốn bị phỏng vấn đâu. Này, ngươi ở lại, ta... Đương nhiên, phải có người ở lại ứng phó với lũ quần chúng ký quặc kia chứ. Vậy tại sao lại là ta? Ai bảo ngươi đánh ngất, ai bảo ngươi đánh ta ngất đi. Không muốn ta truy cứu thì ngoan ngoãn ở lại đi. Được thôi, hắn quả nhiên biết. Sao lại là ngươi? Thẩm Thương Sinh học trưởng đâu? Lạc Ly tiểu tỷ tỷ đâu? Bọn họ vừa mới ở đây mà. Các vị, ta là người phát ngôn Hạc Yêu do Thẩm Thương Sinh học trưởng sắp xếp, đã cống hiến rất lớn trong toàn thắng trình chiến đấu ở Tây Hoang Thành. Mọi người có câu gì cứ việc hỏi ta. Xin hỏi Hạc Yêu học trưởng, lần này chiến đấu ở Tây Hoang Thành, Ma Long Tử đã chết chưa? Huyền thượng bảng từ thứ 2 đến thứ 9 đều có mặt, Bắc Thiên Linh Viện của chúng ta cuối cùng đã giết được mấy người? Nghe nói Hắc Long Chí Tôn đã và viện trưởng cũng đã giao đấu, là thật sao? À, hóa ra mùi vị được phỏng vấn đỉnh cao như vậy, trở thành tiêu điểm trong mắt đám người đông như vậy, mới là cuộc sống ta theo đuổi. Mau nhìn kìa, Mục Trần ở bên đó. Nghe nói cậu ta đã giao đấu với Chí Tôn, mau qua phỏng vấn đi. Quả nhiên tiêu điểm mãi mãi không phải ta. Chuyện gì vậy? Những người này ở đâu ra vậy? Lạc đi đâu? Mệt chết ta mất, ứng phó với mấy phóng viên mệt hơn đối phó với Ma Long Tử. Khen vù xe xẹt. Về rồi à? Ừm. Sao vừa về đã tu luyện vậy? Đương nhiên, không khổ luyện sao mà mạnh lên được. Sao? Có tâm sự à? Ừm. Chuyện là như vậy, vì đột phá mà tiếp nhận sức mạnh dễ dàng, có được rốt cuộc là có đúng hay không? Mục Trần, huynh biết tại sao ta thích huynh không? Ta thích huynh không phải bề ngoài hoặc thiên phú của huynh, mà là vì ta thích nam nhân trong linh nộ, bất luận gặp phải khó khăn gì đều tự tin nói với ta đừng sợ, ta sẽ đưa muội ra ngoài. Vì Lạc thần tộc,
Ta đành bị động tiếp nhận truyền thừa và trách nhiệm, nhưng ta không tin bản thân có thể đảm được, có thể đảm nhiệm trách nhiệm nặng như vậy. Cho đến khi gặp được huynh trong linh nộ, là huynh đã dạy ta cách tin tưởng bản thân. Hiện giờ huynh lại không tin bản thân mình. Đúng vậy, ban đầu nhiều khó khăn như vậy ta chưa từng khuất phục, bây giờ một thông thiên cảnh mà đã khiến ta hoàn toàn mất tự tin, thậm chí còn dựa vào người khác để nâng cao bản thân. Cường giả chi lộ của mục trần ta không nên như vậy. Thông thiên cảnh ta sẽ tự mình nâng cao đột phá. Vậy huynh muốn đột phá thông thiên cảnh như thế nào? Ta có một cách to gan, chỉ là viện trưởng biết sợ là sẽ đánh chết ta. Hừm. Ngày hôm sau, đã không chuẩn bị tu luyện chỗ ta sao? Tại sao vậy? Ta rất cảm ơn Ninh Khê tỷ tỷ đã giúp đỡ, nhưng ta không muốn Ninh Khê tỷ tỷ vì ta mà tổn hại bản thân. Cách nâng cao gian lận như vậy không phải con đường trở thành cường giả mà ta theo đuổi. Ta biết cảm tình của Ninh Khê tỷ tỷ đối với mẹ ta đã đặt cả vào ta, như vậy không hề công bằng đối với tỷ. Trước đó ta bị chấp niệm mạnh nên dẫn đến ngõ cụt, về sau ta phải dựa vào sức mạnh của mình để mạnh lên. Vậy để chuẩn bị đột phá thông thiên cảnh rồi sao? Kha kha, ta đã có cách rồi. Ninh Khê tỷ không cần lo lắng. Vậy tốt, nếu đệ đã thay đổi ý định, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Kể cả cách của ta thất bại, ta cũng sẽ không làm phiền đến Ninh Khê tỷ nữa. Trong một tháng đột phá đến thông thiên cảnh, ta tự đồng ý. Ta sẽ cố hết sức, nhưng tuyệt đối không cưỡng cầu đâu. Ninh Khê tỷ, ta đi đây. Ông nghe thấy rồi, không cần ta nói. Mục Trần tự từ chối rồi. He he. Mục Trần quả nhiên không khiến ta thất vọng. Đương nhiên, đệ ấy là con của Di Tịnh. Ta còn tưởng đứa trẻ này gặp mật ngọt thì ngày sau càng lún sâu cơ. Không ngờ hắn tỉnh ngộ cũng nhanh, thật sự có phong thái của lão phu hồi trẻ. Có điều, ta rất hiếm đến. Thật sự đến cốc nước cũng không cho uống sao? Cũng không phải ta bảo ông đến. Cũng phải lão phu tự tìm đến. Không tồi, trà ngon. Mục Trần kể cả có dựa vào ta để tấn cấp thông thiên cảnh thì đã sao? Mẹ đệ ấy có ơn với ta, ta làm gì cho đệ ấy cũng được. Cô thì được, nhưng hắn thì không được. Cường giả quan trọng nhất là cái gì? Thực lực, công pháp, sư môn? Đều không phải. Cường giả quan trọng nhất là tâm cảnh. Có lẽ có thể khiến cho thực lực của Mục Trần tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì sao? Điều này sẽ trở thành tâm ma từ nay về sau. Khi Mục Trần tu luyện có trông đỡ, ai mà muốn phải tự mình bước đi? Lần này đúng là ta suy nghĩ không chu đáo. Nếu Mục Trần thuận lợi đạt đến thông thiên cảnh, Thái Thương viện trưởng thật sự sẽ cho đệ ấy đến Thánh Ninh Sơn sao? Không biết. Thái Thương bọn họ chú ý đến học viện đại trại nửa năm sau. Chuyện có liên quan đến Bắc Thương Ninh Viện có thể giữ được tịch vị của năm đại viện hay không? Cô cảm thấy Mục Trần có sự trợ giúp của cô có thuận lợi tấn nhập thông thiên cảnh không? Có thể. Vô vị, còn chuẩn bị cá cược với cô đấy. Xem ra đành phải tìm Thái Thương cược rồi. Có điều lão phu rất hiếu kỳ, Mục Trần tiểu tử này là có cách gì có thể khiến bản thân trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực nhanh đến vậy? Mục Trần thật sự là ở đây sao? Chắc chắn không sai. Duyệt, nhìn xem Linh được ở đây rồi sao? Đặc biệt trong học viện và bắt cấp tụ linh trận đó chắc chắn là ở gần đây. Chỉ cần có tòa tụ linh trận đó giúp, tốc độ tu luyện của ta chắc chắn sẽ có thể gia tăng. Nhưng tụ linh trận này là căn bản của học viện, tất cả linh lực của học viện đều do nó cung cấp, tuyệt đối không phóng ra ngoài. Chúng ta vào thế nào được? Ai nói chúng ta phải vào đó chứ? Ninh Khê trưởng lão từng dạy ta một linh trận, có thể tích tụ linh khí bốn bể tụ linh trận lại. Tuy không thể so sánh với trực tiếp tu luyện trong linh trận,
nhưng cũng đủ để thỏa mãn yêu cầu của ta. Chỉ là ta trước đó chưa từng dùng, có được hay không thì phải thử mới biết. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thật sự có tác dụng. Linh khí trở lên dồi dào hơn rồi. Bùm. Đợi đã, có phải hơi có tác dụng quá rồi không? Công tác xây dựng lại nghị sự điện cứ nằm theo phương án mà chúng ta vừa thảo luận. Mọi người có vấn đề gì nữa không? Viện trưởng, lấy mục trần đột phá thông thiên cảnh thật sự để cậu ta tham gia Thánh Linh Sơn hay sao? Mục trần, không thể suy đoán theo lý thường được. Nhưng cho dù cậu ta có tấn cấp thông thiên cảnh, so với lứa trẻ tuổi, đỉnh cấp của Bắc Thương Đại Lục vẫn còn khoảng cách rất xa. Càng hống hồ còn nửa tháng nữa, học viện đại trại sẽ bắt đầu. Nếu mục trần xảy ra vấn đề gì, đối với chúng ta mà nói là tổn thất quá lớn. Chúng ta đã liên tiếp hai khóa học viện đại trại tỷ lệ loại vượt quá 8 phần rồi. Lần này nếu vẫn như vậy, Bắc Thương Linh Viện sẽ bị tước đoạt danh hiệu ngũ đại viện. Cho nên lần học viện đại trại này chúng ta không thể tổn thất nữa. Thánh Linh Viện bên đó sớm đã nhìn không thuận mắt chúng ta, còn các linh viện khác thì đang dòm ngó. Thánh Linh Viện những năm nay chiêu mộ học viên thiên phú dị bẩm đã không từ thủ đoạn, thậm chí ngấm ngầm can thiệp linh lộ. Ban đầu bọn họ đã nhìn chúng cơ huyền nên mới ngấm ngầm giúp đỡ, khiến Lạc Ni nguy hiểm đến tính mạng, cũng ép Mục Trần gây ra linh lộ huyết họa, cuối cùng bị đuổi khỏi linh lộ. Chuyện Thánh Linh Sơn phải xem Mục Trần có thể đột phá đến thông thiên cảnh trong khoảng thời gian còn lại không rồi tính tiếp. Xoẹt xoẹt. Dao động linh lực này là bắt cấp tụ linh trận, nhã nào là mong Long Ma Cung giở trò. Bắt cấp tụ linh trận là căn cơ của học viện, không thể xảy ra chuyện được. Cẩn thận đối phó, có thể là kế điệu hổ linh sơn của kẻ địch. U Mạch, ngươi cùng ta đến kiểm tra tình hình trụ linh trận, tụ linh trận. Những trưởng lão khác phòng thủ ở đây, để phòng có biến. Vâng, viện trưởng. Bắc Minh đại nhân, tụ linh trận không sao, các ngươi không cần đi, nhưng bắt cấp tụ linh trận này là ta làm. Ta đã nói không sao, ngươi còn nhưng gì nữa? Đừng lo, chỉ là dao động nhỏ của linh trận mà thôi. Dẹt. Ông gọi đây là dao động nhỏ. Ây da, có ta ở đây tụ linh trận không thất thoát được. Các ngươi phiền phức thật đấy. Được được, ông nói gì thì là như thế. Dẹt. Chuyện gì vậy? Linh lực không thể hấp thụ. Những linh lực này đang tấn công không phân biệt, nghĩa nào thao tác của chúng ta không đúng. Linh trận của Linh Khê tỷ tỷ không đến nỗi chơi lại ta chứ? Bùm. Mục Trần, bây giờ làm thế nào? Linh lực ở đây vốn dồi dào, linh lực không ngừng xung kích, chúng ta không trụ được bao lâu. Ta đang thử khống chế nó, nhưng nó hoàn toàn không dừng lại. Kiên trì một chút, viện trưởng bọn họ sẽ phát hiện ra rất nhanh hiện trường, sẽ phát hiện dị thường này ở đây. Học nghệ không thông mà dám dùng linh trận linh tinh, to gan thật. Bỏ đi, để đệ chịu khẩu chút, cũng coi như giáo huấn. Bùm. Dừng lại cho ta. Dẹt. Vù. Hình như linh lực hình như có thay đổi rồi. Ấy, tấn công linh lực giảm bớt rồi, linh trận cũng khác đi rồi. Xem ra linh trận của huynh thành công rồi. Đúng vậy, linh trận có thể hấp thụ rồi. Ta thành công rồi. Vậy huynh bắt đầu tu luyện đi, ta hộ pháp cho huynh. Ừm. Ta chỉ là giúp đệ bổ sung linh trận, không giúp đệ tu luyện có lẽ không còn là gian nạn. Có thể thuận lợi tấn thăng thông thiên cảnh hay không thì phải dựa vào đệ. Cố lên, Mục Trần đệ đệ, đợi tin tốt của đệ. Vừa rồi ai đó đã qua đây sao?
Một tháng sau, vù, bây giờ là thời khắc quan trọng. Mục Trần xung kích thông thiên cảnh, tuyệt đối không thể bất kỳ ai là phiền Mục Trần. Vâng, Lạc Ly tiểu thư, bọn ta thật sự chỉ là hóng hớt thôi, không có ý gì khác. Ngươi chỉ cần chờ đừng động đậy, ta sẽ không làm gì ngươi. Nếu ngươi bị ta phát hiện có ý đồ bất chính, ta không động. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng, ngươi cảm thấy Mục Trần có thể tấn cấp thông thiên cảnh không? Đệ tử Mục Trần thích làm những chuyện không bình thường, hắn tấn cấp được, ta cũng không thấy kỳ lạ. Thật sự trong một tháng mà đột phá nút thắt tiến nhập thông thiên cảnh, Mục Trần sẽ là người đầu tiên trong học viện làm được điều này. Những học trưởng chúng ta phải nỗ lực đó, không thể để học đệ vượt qua được. Đừng lôi ta theo, bị vượt qua chỉ có ngươi thôi. Nhưng khi tỉ, Mục Trần ca ca liệu có thành công không? Chắc chắn ta tin đệ ấy. Dám cược thì dám chịu thua, các ngươi đều cược Mục Trần không thể thuận lợi tấn thăng. Không phải Bắc Minh đại nhân bắt bọn ta cược như vậy sao? Mạch U, ngươi vừa nói cái gì? Không có gì, không có gì. Mặt trời sắp lặn rồi, thời hạn sắp đến, xem ra Mục Trần không thể tấn cấp rồi. Vốn dĩ trong một tháng tấn cấp thông thiên cảnh chính là sự khó khăn của kẻ mạnh, Mục Trần không làm được cũng là chuyện bình thường. Lũ trẻ tuổi các ngươi quá nông cạn, chưa đến cuối cùng thì đừng vội kết luận. Mục Trần thất bại rồi, mãi không có động tĩnh gì. Ây à, cho dù Mục Trần là một thiên tài như vậy, một tháng tấn cấp thông thiên cảnh cũng là quá miễn cưỡng. Yo, có động tĩnh rồi, xẹt. Xẹt xẹt. Đó là thần phách giới thể, Mục Trần sắp đột phá rồi. Thần phách giới thể, du ngoạn thiên địa mà bất diệt. Xẹt. Là vì thông thiên. Boom. Vù. Boom. Vù. Đây chính là cảm giác của thông thiên cảnh sao? Vèo. Ha ha, cảm giác thắng tiền thật là tốt. Tham kiến tiền bối. Không khách sáo, ngươi giúp ta thắng tiền, ta còn phải cảm ơn ngươi cơ. Viện trưởng, ta có thể đến Thánh Nhi Sơn rồi chứ? Không được. Tại sao? Viện trưởng, chúng ta rõ ràng đã định ước trước rồi mà. Với thực lực hiện giờ của ngươi, đến Thánh Minh Sơn là cửu tử nhất sinh, ta không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm được. Mục Trần, nửa năm sau chính là học viện đại trại, trận thi đấu đó đối với học viện càng quan trọng hơn. Chúng ta không thể mạo hiểm mất đi ngươi mà cho ngươi đi đến Thánh Minh Sơn được. Nghĩa nào viện trưởng thà không tin tưởng, ngăn cản ta đến Thánh Minh Sơn sao? Bị nói là không tin tưởng vẫn hơn là bị mất đi một học sinh có tiền đồ. Quả nhiên yên bình đâu rồi, kẻ nào cũng trở nên cố chấp. Bắc Minh đại nhân, lão phu không muốn nhúng tay vào chuyện của học viện, nhưng hôm nay bắt buộc phải nói gì đó. Thái thương Mạch U, nghĩ các ngươi năm đó ai mà không bước ra từ ranh giới của sự sống và cái chết. Bây giờ các ngươi trở thành viện trưởng, trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện, các ngươi nghĩ gì vậy? Mồm cứ nói là vì học viện, không muốn cho học sinh đi mạo hiểm. Chẳng trách Bắc Thương Linh Viện năm nào cũng như năm nào, quá khiến ta thất vọng. Mục Trần, đến Thánh Sơn Ninh, đến Thánh Sơn đánh Thánh Ninh Sơn có thể sẽ chết, ngươi có đi không? Đương nhiên phải đi, sợ chết sao có thể mạnh lên được. Được, chính là giác ngộ này. Lão Phu nói những điều nên nói rồi, các ngươi nghĩ cho kỹ đi. Bắc Minh đại nhân nói có lý, chúng ta những năm nay đều muốn để cho học viên ưu tú luyện trong phạm vi an toàn, thậm chí đã đóng nơi trải nghiệm Bắc Thương Môn. Tuy là chúng ta đã bảo vệ được bọn họ,
nhưng cũng là cản trở sự thành trưởng thành của bọn họ. Viện trưởng, vậy ngài đồng ý rồi. Chuyện này nguy hiểm rất lớn đến tính mạng, không thể mơ hồ được. Ngươi nếu có thể thông qua bài kiểm tra cuối cùng, ta sẽ đồng ý cho ngươi đến Thánh Minh Sơn. Ta đồng ý tiếp nhận kiểm tra. Còn kiểm tra nữa sao? Được. Một giờ sau ngươi đến hình điện tham gia bài kiểm tra cuối cùng. Bây giờ đi gặp bạn bè ngươi đi, bọn họ chờ lâu rồi. Lạc đi. Tiểu tử ngươi được đấy, thật sự là tấn cấp thông thiên cảnh rồi. Sao rồi, viện trưởng có đồng ý cho ngươi đến Thánh Minh Sơn chưa? Vẫn chưa, viện trưởng nói phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng nữa. Sao còn bắt kiểm tra nữa vậy? Viện trưởng lập đặt rồi. Viện trưởng cũng là vì nghĩ cho an toàn của ta. Dù sao, tham gia Thánh Minh Sơn đều là những thanh niên đỉnh cấp của Bắc Thương Đại Lục. Có lý. Có thể gia nhập Thánh Minh Sơn đều là quái vật. Đến Ma Long Tử cũng không phải là mạnh nhất. Kiểm tra lần này sợ là không đơn giản. Huynh cẩn thận vào. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đi thôi, ta cũng rất mong chờ, để khó mà viện trưởng chuẩn bị cho ta. Lý Huyền Thông, cứ nên bỏ qua. Kỳ nhân còn sớm bỏ đi, không cần ngươi quan tâm. Đi, chúng ta đi cổ vũ cho Mục Trần đi. Được. Người hóng hớt nhất định rất nhiều. Đi cướp chỗ đẹp nào. Xông lên. Vù. Lão đại, chúng ta có đi không? Đi, đương nhiên phải đi. Nếu không ai còn nhớ người đứng thứ tư của thiên bảng như ta chứ. Chuẩn bị xong chưa? Thông qua kiểm tra cuối cùng này, ngươi có thể đến Thánh Minh Sơn rồi. Chuẩn bị xong rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Đây là cái gì? Chỉ cần chiến thắng ba hành linh chiến khôi, coi như ngươi qua cửa. Đây chính là hành linh chiến khôi trong truyền thuyết. Áp bức này, cả hình này. Viện trưởng thật sự là vô lý quá mà. Hành linh chiến khôi là cái gì? Hành linh chiến khôi là chiến linh khôi do hình điện để đặc chế ra. Toàn bộ hình điện tổng cộng có 18. Mỗi hình linh chiến khôi đều có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Cơ thể kiên cố, không bao giờ biết mệt mỏi, vô cùng khó xử lý. Nếu Mục Trần không thể tạo thành, phá hoại tính thực chất đối với chiến khôi. Chiến khôi cơ bản nằm bất bại. Thông thiên cảnh hậu kỳ. Vậy bọn chúng há không phải là cường giả cấp bậc giống Ma Long Tử hay sao? Đây đâu phải là khảo nghiệm. Rõ ràng là làm khó. Một người đấu với ba chiến khôi, kể cả là ta cũng không thể. Chiến khôi một khi khởi động tuyệt đối sẽ không nương tay. Khảo nghiệm cuối cùng này, ngươi có dám nhận không? Đương nhiên ta tiếp nhận. Mục Tràn, ngươi điên rồi sao? Ngươi đã lựa chọn như vậy, vậy thì hãy xem kết quả để quyết định đi. Hình như chiến khôi mở. Xoẹt. Động rồi. Dầm. Dầm. Vẫn may mấy hình ảnh này tuy là thực lực khí lớn nhưng tốc độ không nhanh. Biến sắc. Hừm. Duyệt. Hình lộm này có thể tăng tốc độ. Xoẹt. Không tránh được nữa rồi, nhiều thôi. Duyệt, duyệt. Dầm. Boom. Làm đấm của chúng cứng quá mà. Nếu không có giáo huấn của Linh Khê Tỷ trước đó,
Nắm đấm này ta sợ là đã bị đè bẹp như cái bánh rồi. Chiến khôi sẽ không mệt mỏi, một khi bắt đầu chiến đấu sẽ không chết không thôi. Nhưng linh lực của ta sớm đã tiêu hao hết. Đã vậy, chỉ có thể sử dụng tất sát kỹ của ta thôi. Đại tu Jimachu. Vù. Rét. Những hoa văn đó có thể phong ấn ma chủ. Chẳng trách hắn không bị ma chủ sát khí xâm thực. Tiểu tử này, thủ đoạn ở đâu ra vậy chứ? Đến hai nắm. Ăn một quyền của tiểu gia. Dầm. Thái cổ hung khí bị phong ấn cũng là hung khí. Hình như chiến khôi cũng chỉ vậy thôi. Toi rồi, hình như chưa hơi quá. Chiến khôi của ta. Mục Trần khảo nghiệm thông qua. Nhưng ngươi nếu không tìm lại được chiến khôi thì đừng hòng đến Thánh Nghi Sơn. Xin lỗi mà ta đi ngay đây. Rốt cuộc ở đâu đây? Hình điện. Viện trưởng, ta đã tìm khắp hiệu học viện rồi, cũng không tìm thấy ba con chiến khôi đó. Ngươi biết hình như chiến khôi quý giá thế nào không? Bảo ngươi chiến thắng chứ không phải bảo ngươi đánh bay. Ta biết sai rồi. Ta không nên trang bức như vậy. Lăng ma công năm đó giết chết thiên bảng đệ nhất của chúng ta, luôn khiến lòng ta rất phiền muộn. Mà ngươi thân lại mang chí bảo của Long Ma Cung, Hắc Long nhất định sẽ sắp xếp người giết chết ngươi. Ta không sợ. Thánh Ninh Sơn cuộc hội ngộ này, học viện chúng ta đã thiếu chỗ quá lâu rồi. Ta muốn đi đoạt lại vinh quang cho học viện, nói cho tất cả mọi người Bắc Thương chúng ta không kém gì ai hết. Đừng trách ta vô tình, tư cách đi Thánh Ninh Sơn của ngươi đã bị tước bỏ. Quyết định vui vẻ như vậy. Đợi đã viện trưởng, cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ tìm được. Viện trưởng, cho Mục Trần thêm cơ hội đi. Nếu cuối cùng không thể tìm thấy chiến khôi, ta có thể tạo lại chiến khôi. Lạc Ly, thật tốt với ta, hu hu. Được. Thực ra bên trong chiến khôi có linh trận, một khi vượt qua phạm vi mặc định thì sẽ tự động đưa về hình điện. Cho nên chiến khôi thực ra đã sớm về hình điện rồi. Các ngươi hợp sức nữa ta. Nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn kìa. Không được cười. Viện trưởng vậy. Đến Thánh Nghi Sơn đi, Mục Trần. Thay mặt học viện và Bắc Thương Đại Lục đi thi đấu. Ta nhất định sẽ đoạt vinh quang về cho học viện. Ha ha, Lạc Ly, ta làm được rồi. Tên này tiến bộ nhanh quá. Ban đầu Bạch Hiên cũng đã ép hắn vào đường cùng, nhưng bây giờ hắn đã nhẹ nhàng đánh bại ba chiến khôi thông thiên hậu kỳ rồi. Thực lực của Mục Trần bây giờ có lẽ là thiên bảng đệ nhất rồi. Không biết tên thiên bảng đệ nhất của chúng ta nghĩ thế nào đây. Tiểu tử đó hoàn toàn vượt qua ta rồi. Ta không đánh thắng được ba chiến khôi đâu. Ta cũng vậy. Không ngờ chúng ta tranh thiên bảng đệ nhất lâu như vậy, cuối cùng lại bị một tân sinh viên ấy đi. Đúng là sóng sau mạnh hơn sóng trước. Sóng trước chết trên bãi cát. Ngươi hình như không tức giận nhỉ? Có gì mà phải tức giận?
ta không từ bỏ đấu tranh như vậy đâu. Đến lúc sẽ đoạt lại chiếc quán quân thôi. Lúc này, người bị đả kích nhất có lẽ là Hạc Yêu kia kìa. Khoảng cách ngày càng lớn, đuổi không kịp nữa rồi. Lão đại, bình tĩnh. Hắn đắc ý không lâu được bao lâu. Về sau, lão đại chắc chắn sẽ lật đổ được hắn. Đổ đổ cái con khỉ. Để chuyến đi, Thái Ninh Sơn tuyên cáo sự trở lại của Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Mục trời nhất định sẽ khiến bọn chúng phải kinh ngạc. Duyệt duyệt duyệt. Tôn Thượng vừa có được tin tức, Mục Trần lần này sẽ thay Bắc Thương Linh Viện đến Thánh Ninh Sơn. Chờ giúp ta rồi. Nhịn bao năm như vậy cuối cùng cũng chờ được. Đợi nấy lại Ma Chủ là có thể khiến tất cả mọi người biết kẻ mạnh cuối cùng trên Bắc Thương Đại Lục chính là Ma Long Cung chúng ta. Xoẹt. Hành Thiên, Thánh Ninh Sơn lần này phải giết chết được Bắc Thương Linh Viện Mục Trần. Lấy lại Đại Na Tu Ma, lấy lại Đại Tu Di Ma Chu. Vâng. Thật nóng lòng muốn gặp Mục Trần. Nếu giết hắn, biểu cảm của Thái Thương nhất định sẽ rất hay cho mà xem. Bác Thương Linh Viện, não đầu chọc đó à? Là mối phiền phức lớn ạ. Phiền phức lớn cho chúng ta. Yên tâm, não đầu chọc đó tự ắt có người đối phó.